Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hèn chi bảo mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa? Mắc dạ. Cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao về ngoại hình. Ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Chết rồi. Nè, nói nghe nè, tôi lên đeo vòng cặp đó đi, đeo đi. Đeo đi. Lên đeo đi. Có là đeo. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi. Cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi. Dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn Nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ. Rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Hợi Nen. Hờ Hen Nghê. Hờ Hen Nghê. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn á. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An. Hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ, lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Là yoga tập á. À, yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cột hơi bị yếu quá vậy cưng? À. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cột hơi mình phải cột hơi mình phải bật ra. Phải có nội lực phải không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm bây giờ ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh. Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn trợn lên mắt lên rồi hét lớn lên không có hét đâu cô trợn xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại vậy hả. Dạ. Ơi. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa 60 ký. Dạ. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Dạ. Con người cũng rất là khỏe ha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cậu có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cậu mới nói là bồ cũ của cậu.
Thì em nói nếu mà còn qua lại á, thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu với anh, còn nếu không á, thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói, không cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? À, chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em cái người đó là quen nhau chính thức luôn? À, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Em có đẹp vậy nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? À, chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Dạ. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, à, có. Rồi, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn vô ra là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy cạn luôn đúng không? À, với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Đôi môi có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải hở, dày hở ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mỏng, đánh son bóng á. À, dày mỏng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Không được. Môi sexy. Môi bể. Môi sexy nói là chứ, sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái tèo môi gợi cảm nó bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, dạ. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Yeah. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về quan hệ ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì bôi môi sexy. Ờ. Mắc cười quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Bạn bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết cô sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. À, em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. À, anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp, dạ, rất quá là đẹp. Trời. Và tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đón được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mẹ em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình.
Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Rồi, đây á, thì món quà rau củ thôi. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây á, là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Thì cũng hy vọng này cũng như là thay lời không nói thì gửi tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời. Tặng anh MC Quyền Linh. Chà chàm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè, nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về anh như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được cuộc nói chuyện. Hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng trầm tính giống như mình, nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính. Tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó thừ lừ là không được ha. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á. Thì anh có thấy lo lắng về cái vấn đề đó? Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon hay dở đó là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên. Còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên ngày nào cũng bắt, hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á thì em đỡ phải chỉ. Thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. Thì em cũng muốn gặp người như vậy. Anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? Bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái chanh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát
cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài Mắc Cười ha trường quay. Dạ, dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tư xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là hồi trước giờ anh, khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm. Chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự, thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói. Chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ như mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Yeah. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được. Có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách. Và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau, để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi, yoga rồi, tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Sáng trưng luôn ha. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhóm phi hôn lắm. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô em xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em hơn. Trai nó thích em hơn. Rồi mời bạn nam. Rồi mời đi bạn em. Rồi xin mời bạn gái. Rồi dễ thương quá. Bây giờ thì mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chương trình và quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Thoải mái lên, rung hả? Dạ. Hồi hộp đúng không? Hít hơi thật sâu lên nào. Dạ em tên là Dương Phước Đại. Em Phước Đại. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Tưởng đâu 20 đó chứ. Dạ. Em quê ở Hậu Giang, đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ em làm giao hàng, giao quá chất, giao sơn. À giao hàng ha. Còn em, cô gái xinh xắn. Dạ
Em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em làm tư vấn giáo dục cho Ivy Rap ạ. Nhìn em giống như là model á. Giống dạ, như là diễn viên vậy đó. Ừ. Xinh lắm hả? Trời ơi, cái làm gì bà mối nè, bà rối thấy xinh cái bà kêu. Trời ơi, tôi phấn khích quá nè, nhìn chào anh Linh nè. Trời ơi, sáng trưng luôn ha. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm, thôi để tôi coi. Ừ. Nè, qua coi liền nó, trời ơi, thấy chưa? Dạ, em chào chị. Cưng. Trời ơi, cưng, cưng lắm chứ bộ. Cưng, cưng. Đâu có biết 30 tuổi đâu. Hai bạn đem một cái luồng gió rất là tươi, xinh, tươi mát đến cái số bạn ngoại hò lần này. Hot boy, hot girl đó. Em gái, em có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và truyền năng lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu. Em là người Sài Gòn nhưng mà thiệt sự là rất là mù đường. Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, đẹp. Dạ. Hay, còn bên đây ha. Em, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, em hòa đồng. Em thích nghe nhạc. Khuyết điểm em hay quên. Em để đồ đạc lung tung rồi em quên. Dạ. Nhưng mà cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao là cửa hàng nhà em? Dạ, cửa hàng nhà em. Trời ơi, cửa hàng nhà em là chủ sơn, nói cho rồi. Tưởng chị, nó giao hàng tại chứ. Tại vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em rap. Em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ, tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao? Này rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt á. Vậy là tốt rồi đó. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên đi. Tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen cũng cỡ được 7 năm từ hồi đi học. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em, cho nên là kiểu thường thì con gái với là con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn một xíu. Mà quen cũng lâu rồi. Kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó. Thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn, nhưng mà chưa có đạt tới được. Chưa đạt tới là chia tay. Dạ, chia tới bây 7 giờ năm thì chia, quen chia tay đó, 2 năm rồi. Coi như em độc thân 2 năm rồi đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ, trước giờ em cũng quen xa không? Quen xa. Dạ. Xa là ở đâu? Dạ, ở Vũng Tàu với lại... Xa quá hả? Quen mấy năm? Dạ, em cũng quen 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, tại cũng ở xa rồi, đôi khi có những việc mình không có hiểu nhau. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Tân Bình. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ, mối tình thứ hai cũng mới gần đây được 1 năm. 1 năm. Rồi, coi như hai bạn, mỗi bạn đều có trải nghiệm với từ đường tình hết rồi. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhóm phi hôn lắm. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ 56. Mét 56. Em trai cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m68, tính luôn dài. 1m68, tính luôn dài. Của em nhiêu, đừng nói tôi 10 phân nha. Dạ không. Không tới đâu. Đâu dữ vậy. Rồi gì nữa em gái? Phải mạnh mẽ. Dạ và trưởng thành. Bên đây trưởng thành phải chưa? Trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá. Em, anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em không? Trai nó thích em không? Trai thích em không hả? Em có thích trai không? Dạ không. À được. Ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á. Dạ. Giờ hỏi nè, em có mạnh mẽ không? Bây giờ bên đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó. Mạnh mẽ đó. Dạ có chứ chị. Đánh lộn được không? Dạ chưa biết nhưng mà em cũng có học võ. Có học võ à? Vậy hả? Em gái, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông, chia sẻ với mình trong cuộc sống. Đúng rồi. Dạ, để các bạn em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Chào con. Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó là chị của em cũng sống nội tâm. Và chị của em hay nhõng nhẽo lắm, anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng cân bằng được ha. Dạ với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm. Khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà. Anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn. Trời ơi, ngon lành ăn luôn. Cả thế giới. Ăn cả thế giới. Ăn cả thế giới. Dạ rồi, em cảm ơn. Theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn. Nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn gái. Đi với ai? Dạ em đi với ba của em. À dạ. Xin chào chương trình. Trời ơi. Chào anh chị quá, đều ba. Là
nghệ sĩ nổi tiếng đó. Bây giờ em chú. Đây, nhìn á, nhìn ba là ra con trai đó. À, vậy. À, cháu rất là xinh xắn và dạ, dễ mến chú. Cháu tâm sự là cháu chỉ có cái hạn chế là không biết đường. Dạ. Có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á, con cô bác á, dạ, là thể hiện cái mặt mạnh đó. Sau cái chương trình muốn hẹn hò này á, bác muốn cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác, xúc tiến hẹn hò nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, rồi hay cảm quá. Ơn, cảm ơn. Là bà ủng hộ sức mình rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Phước Đại. Mình lớn lên nha. À, dạ anh. Trai thanh nữ tú. Hết hồn không? Thấy trẻ không? Trẻ hết hồn luôn đúng không? Dạ. À, ngày em này có đến... quà tặng cho anh là sô-cô-la. Em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. Cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ, cảm ơn. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái tại gì vì... đó, cái gì đó. Dạ. À, anh này tặng cho em một bó hoa. Nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi, tại vì nó sẽ không giữ được lâu. Nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn. À, như là vậy là đúng ý của em. Dạ, đúng không? Dạ, đúng ý của em. Lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Bề ngoài cũng dễ nhìn thì, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất? Dạ, em dễ tính lắm, đi đâu cũng được. Em mình thì trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm. Mình đi thì cũng đi giống như anh công có viên thể không thao không? Mình có. Là sao? Mình là sao đại? Mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời? Anh em đó. Lúc trước anh cũng hay chơi thể thao. Dạ. Và gym với lại yoga. À, anh cũng có tập yoga nữa hả? Có. Dạ, em cũng tập yoga. Bây giờ nè, em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên. Anh thích cái gọi là cái mạnh mẽ nào? Em thích nhảy hay anh? Cài nó nhảy cũng được. Xin miếng nhạc chứ, đúng không? Xin okay. Miếng nhạc, xin miếng rồi, nhạc. Rồi, chút xíu nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào. Luôn trời ơi những mà nó tại vì em mặc áo dài nên không đứng tỉ với anh đẹp luôn. Đẹp. Quá đẹp luôn rồi đó. Anh học nhảy lâu chưa? Không, anh chỉ coi trên mạng thôi, tại anh đó giờ anh cũng thích nhảy. À, cũng có khiếu văn nghệ ha. Rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi cho nó vui vui cái đi. Chú em được không? Anh hát luôn được không anh? Anh hát được bài gì không? Mới nhảy rồi cho nghe... đăng hụt hơi mới nhảy đăng hụt em hơi em hát con đi trai hát. Em dạ hát thôi đi. Em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn. Cứu em luôn nha anh. Em hai câu thôi cũng được. Em là ai xưa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, đừng ai chi ý vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn say lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình xa nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời, sẽ mãi chia sẻ cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Dễ thương mà. Hai câu mà như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa? Dạ cũng đúng gu em á, cũng biết nhảy nhót hát ca. Rồi nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được? Cái này thì tùy thuộc vào mình thôi anh. Nhà anh có nôn lắm không? Cái đó cũng cần tùy. Tại anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu. Tại mình tới chương trình là chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em.
mình cứ tìm hiểu, khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì mình sẽ tới. Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc. Em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài, cho nên là cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa. Thì em yên tâm đi, sau này về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh. Về cái chuyện tiền bạc á thì em không có khó khăn gì hết, kiểu như em cũng muốn là tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình. Rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ. Tính em thì hay im lặng khi mà cãi, em không có thích cãi nhiều. Còn bạn nữ thì lúc dạ, cãi em hay giận lắm anh, em giận dai lắm. Giận dai hơi khó ạ, giận dai mà hơi khó ạ. Nè em nói về cảm nhận của mình đi. Mà không biết sao đeo bông tai thôi, hỏi đi. Dạ cái này em bị dụ vậy. Dạ em thấy cái chuyện bông tai cái gì thì em không có khó khăn gì hết trơn á. Em thấy ảnh cũng dễ thương, trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi. Mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim kia. Dạ. Có điện giật cho anh. Điện không? Có điện cao thế không? Cái này vôn mạnh lắm. Vôn mạnh dữ lắm phải không? Có nam tính không? Nói cho anh nghe coi, cho đại nghe coi. Dạ cũng nam tính. Em cảm thấy ảnh cũng chân thành. Rồi hết thời gian. Hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ kỹ nha, và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha. 3 2 Và 1. Hết thời gian. Wow. Nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Chúc mừng Đại nghe, trời chị thích nhỏ này quá. Phước Đại. Mặt nó cưng quá trời cưng à. Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi nha. Anh cứ nói đi, mẹ em sẽ xem chương trình này. Mẹ xem đi. Dạ con chào bác đã xong qua chương trình này. Hôm nay con chính thức hẹn hò với em tên Vân. Em Vân. Xin bác đồng ý cho tụi con sau này có thể đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ xin phép bác và con được hùng xin phép, bạn xin gái. Xin phép ba nữa. Xin phép ba cho. Dạ hung tráng đi anh. Không, không có hung tráng. Hung má. Dễ thương lắm á. Thật sự á, cặp đôi này rất là dễ thương. Các bạn sẽ đến tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết, nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi thì chị mới tâm sự với em mới ngồi em nói chị ơi tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa có gì hết trơn, tối nay không biết sao nữa em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Hỏi về có chuyện đạt không? Dạ cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á, hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Wow, cặp vợ chồng rất là trẻ trung. Đúng mới rồi. Bước ra tưởng đâu hot boy hot girl không à. Hai em có thể giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi, hiện nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo em, viên và MC hàng gì, giọng rất là lưu loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Dạ. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21, 22. À, cả hai đứa vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi, hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để có thể là em có thể đoán cho biết là chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy, tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ, tại một ngôi trường cấp 3. Dạ 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. Mười năm tuổi. Dạ, thì em cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đứa học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Dạ. Là em được, em là người rồi. Đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Dạ. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Dạ. Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùng kịp. Ông do ông nhát à. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. Trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi. Dạ em
cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Trà. Là thế nhỏ thiệt. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì? Lớp 10 là đấy đi hát xong phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng thôi. Giờ đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì chị muốn nghe đối thủ hát coi sao. Lúc đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Phố Xa. Em dạ. Nghe câu phố xa ngỡ như thần gần, đi bên em chiều trên phố vắng, mơ về một ngày có mưa em về. Về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, giày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chải chuốt, lúc nào cũng bóng loáng trơn và xịt dầu thơm, thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, chứ rất là hiền nữa. Cho nên là lúc nào em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, cũng chẳng đi. Dạ. Hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường. Ảnh chạy lại, bất chợt thì đưa cái gói quà cho em. Rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Ảnh thường xuyên là như vậy. Anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa. Anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ. Tại vì mối tình đầu nữa mà. Cho nên em chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á, tụi em có thể tiếp cận người gần nhau để có thể nói bằng lời được. Yeah. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống. Thì sau khi ăn xong á, thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi. Thì lúc đó em mới mạnh dạn mon men đi theo để ra ngồi chung. Anh khều cái vai em. Kìa, ê, cho ngồi ghế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà im lặng một hồi. Xong rồi mới quay qua mới nói ức đi yêu y, yêu gì. Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ, em nói là ức đi yêu y, yêu gì. Ủa, ông nói tiếng nước nào? Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến đến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ. Nói gì chẳng hiểu gì hết trơn. Em hiểu rồi. Không, đó, anh hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ, có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ, tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên à. Đức nó nói nó yêu dịu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Chưa chịu đồng ý nữa. Lúc nào thì mới đồng ý? Dạ, phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò đó, anh nói là anh không biết chạy xe đạp. Toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần á là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó em ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không ngắt thằng kia không, em tức lắm nhưng mà là lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa, gì người ta gọi kìa, ta gọi kìa. Trời ơi, cái chị dở luôn, cái em đó bằng tiếng. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe. Ảnh giận, ảnh ngồi hoài trên xe, anh không chịu xuống vậy đó. Đi đó. Em như trẻ con á, giận ngồi. Nó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một cái sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng chững chạc. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt tại cái lúc em hiểu. Thật ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa, 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có chút 10 năm không?
Dạ có đêm từng hôn nhưng mà đêm từng hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi em nói chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn, tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em tới nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được tại chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là ảnh thích xem hoa hậu. Ảnh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi ảnh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là ảnh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường đó, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc gì nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì nữa không? Ảnh cực kỳ kỹ tính, ảnh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, ảnh lực đực ảnh chạy lại ảnh lụm, ảnh bỏ vào sọc rác. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói u một khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và u của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm cái gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi hả, ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó, có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp: thầy ơi bây giờ con yêu thầy, thầy tính sao? Thầy mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy, tự nhiên em đốt nhà người ta. Em hay quá ha. Đó, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nói chuyện với nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái tật xấu gì đó của chồng em mà là trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? Ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, ví dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá lát nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. Và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, gáy hoặc có đi khác để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. Kiểm tra em hả? Em thường xuyên gọi điện thoại, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó, kiểm tra. Chồng em kiểm tra, chắc chị kiểm tra răng em. Ủa là sao? Anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2-3 lần. Tối mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi là em sẽ kiểm tra. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn vào hàm răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt giận vô cớ lại, cho em có sự thoải mái á. Thế còn em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại. Chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn, nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Cho nên cái chuyện đó là em thấy hãnh diện nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà
thành lão đi, coi nó ra làm sao. Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm á, mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lịch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Tại em con nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Theo chị thì chị thấy rằng á, là chồng em là quá là hoàn hảo. Chị cảm giác như vậy. À, xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. À, hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay em đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Đức Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 23. 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Ừ. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? À, cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. À, hả? Cái gì? Tiểu cái học. Gì? Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chị là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À. Không? Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự. Và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm á, mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lịch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: ờ, anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: chú họ. Rồi, đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh. Thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ thanh niên, đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? À, bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không ạ? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. À, quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nghĩa là 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy nè. Cho nên là cũng phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 còn thấy cũng thường cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tốt hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về,
thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật, hỏi em ơi cái này sao sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em không nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó. Nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60 còn lại ổng bú. Đúng rồi. Còn Dũng có cái phát hiện gì thực ra thì mình không? Khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó rồi cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi. Thế là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt, nhậu vô làm mệt hơn rất nhiều. Cẩn thận, đạp một cái rồi để ngủ khỏe. Đó, bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ? À, thiệt. Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo. Chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Thì thấy như vậy nè, ở đây á hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó, anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nè? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc con. Em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi, mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Ôi, phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập.
Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến dạ. Với Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Ừ. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ. Cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em rồi xóa hết những tin nhắn rồi em mới vô tình là em nhìn ngang em nhớ số liền và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau thì nhắn tin Facebook thôi thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em cũng bất ngờ ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi em mới nhắn tin cô cuối em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50 đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua dạ nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ trong cái lúc đó là em đang có bạn trai cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á kiểu như là chia sẻ cái này cái kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Mới quen thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi, là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm á. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói sao không trả lời thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối tại vì xóa não liền đúng dạ, không thấy giống như là em mới lớn mà mới có 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá cái em mới bắt đầu bị rối em mới thôi thử đi đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Mới đầu là ra bờ sông anh giặt áo phơi rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó rồi sao này đi vô khách sạn làm gì và em hỏi vô đó làm gì nó thôi trời chưa nắng quá vô trỏng tắm rồi nghỉ trưa thôi rồi sao rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước rồi em mới đi ra ngoài xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó rồi tắm xong rồi làm cái gì na kể đi na
lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng để người ta kể. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 thôi. 20 thôi. Thì vô hôm đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới lại em giật cái chứng minh. Em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao? Huy. Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Ừ. Mà mình lúng túng mình không biết gì trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là chỉ có phim nhiều tập hay là phim một là nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp thì đá banh thì rủ em đi theo thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch nên là mọi người cùng ăn uống này kia thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau thì tới trưa ngày hôm sau đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi! Ôi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi như trời vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi 16 tập. Trời ơi. Tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm rồi cưới. Bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé không? Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Đứa bé đầu 4 tuổi. Tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là ồ, em mặc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Sao? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Ừ. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết. Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Ừ. Thế vậy em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là lúc bữa đó sao? Em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Ừ. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ừ. Ngồi xuống con nói chuyện cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Ừ rồi sao? Lúc đó sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Ừ. Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Ừ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói gì cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Dạ. Bây giờ em đi na. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà bùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Dữ đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn.
Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề, thậm chí đồ lót đồ trong cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... Em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân. Rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót, đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình. Hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình, việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau, chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy, nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào em về em thử Na, đang biểu coi, ví dụ vậy.